Rồi, gọi là chào cô chú chị ha. Thì hôm nay em quay cho cô chú chị mình xem tham khảo một lô đất. Thì hiện tại con đường này là đường Hương Lộ 8 của chú chị ha. Mình di chuyển khoảng trăm mấy trăm mét thôi là trước mặt mình là một cái ngã ba thật lớn luôn. Mình rẽ tay trái thì mình về cửa khẩu Thốt Mo cũng như là Đức Huệ, Đức Hòa, các tỉnh miền Tây ha. Quẹo tay phải thì mình về Phước Chỉ cũng như là Phước Bình, về quốc lộ 22, Mộc Bài, thành phố Tây Ninh, về thành phố Hồ Chí Minh luôn của chú chị ha. Đó, thì con đường này á, mình di chuyển về xã Lộc Giang thuộc huyện Đức Hòa cũng như qua khu nghiệp Thành Công, thị xã Đất Bàn của chú chị ha. Thì cái lô bất động sản giới thiệu của chú chị hôm nay là mình quẹo tay phải đây để quay cho cô chú chị mình xem tham khảo. Tại vì ở khu vực này hôm nay em quay rất là nhiều. Cái đường của lô đất của mình là đường xe ben đang chạy ra của chú chị ha. Là con đường này nó chuẩn bị nâng cấp lên luôn. Xã Phước Chỉ, quê em thị xã Trảng Bàng, bây giờ rất là viết của chú chị ha. Mở đường rất là nhiều. Đó, quy hoạch đất ở rất là nhiều luôn. Cô chú chị thấy con đường này xe ben mới múc đất chạy ra ha. Thì tương lai nó cũng nhà nước cũng nâng cấp lên, mở ở nè, quy hoạch đất ở cho cô chú chị mình ha. Thì cô chú chị nào bữa đó tìm đất để xây nhà yến ha, hoặc là mặt tiền kênh đây đó, giờ nãy em đang đứng ở đường bên kia, bây giờ em vòng quanh đây để review cho cô chú chị mình. Đó là đường này xe ben chạy của chú chị ha. Thì xe mới chạy có chở đất ra, đang nạo vét những cái kênh mương cho sạch sẽ nè. Rồi từ đây cuối năm là những con đường nhựa đó sẽ nâng cấp mở rộng ra hết, nói liền Tây Ninh, Lộc Giang, của Đức Hòa, Long An ha. Con đường này mình chạy thẳng luôn, mình ra khu nghiệp Thành Công của chú chị ha. Đó, thì hiện tại tôi đang làm nạo vét nè, làm chân làm gì không biết. Thì để đường này là hay là mở rộng của chú chị ha. Mình chạy qua cái cua bè rồi đến đây đi. Thì cô chú anh chị thấy á, cái trắng trắng ở đó ha, là cái khu công nghiệp Thành Thành Công á cô chú chị ha, những nhà lầu khu công nghiệp có đang làm ở đó đó cô chú chị thấy ha. Rồi để em coi Google Maps rồi coi hình đất như thế nào để review lại cho chú chị mình ha. Rồi bây giờ em đã tới vị trí lô đất giới thiệu của chú chị ngày hôm nay rồi ha. Thì hiện tại con đường này là con đường đá thông xe ben chạy của chú chị ha. Thì đây, từ vị trí cái bờ này mình kéo ngang qua đây là 30 mét của chú chị ha. Coi nhiêu lấy nhiêu là 30 mét. Hậu sâu dưới tới cái bờ đầu dưới của chú chị ha là 100 mét. Đó. Là 30 nhân 100 thì chủ cần bán là 700 triệu của chú chị ha. Cái giá này hậu thương lượng của chú chị ha. Gặp chủ bớt ít thôi. Giấy tờ kia nọ thôi. Thì hướng này mình di chuyển ra đường nhựa Hương Lộ 8. Còn hướng ngược lại, đây mình di chuyển ra khoảng tầm khoảng chưa được 1 km, tính cho 1 km đi, là đụng dầm sông Cổ Đông. Sau này nó quy hoạch là cảng khu du lịch Thịnh Thái, sông dầm Cổ Đông của chú chị, nhà máy chế biến nói chung là dân dân. Để em cho cô chú chị xem bản đồ quy hoạch đó. Thì con đường này nó vòng qua khu nghiệp Thành Thành Công nằm bên đó luôn cô chú chị ha. Đó. Cái khu nghiệp Thành Thành Công nằm ở đó ha, thuộc phường Hòa, thị xã Trảng Bàng. Ở đây thuộc xã Phước Chỉ của chú chị ha, ấp Trầm Cát, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Đó, thì lô đất này nó phủ hồng của chú chị ha, hiện tại còn đất lúa. Thì hiện tại ngoài đó nhà nước đang vét kênh, đó có nghĩa là sau này có thể đường này nó nâng cấp, nhà nước nâng cấp lên mở đường rộng luôn cô chú chị ha. Thì cái chỉ tiêu sau này là ngoài này nó có cái cảng, đó khu du lịch sinh thái dần dần. Rồi. Thì cô chú anh chị nào quan tâm lô bất động sản này liên hệ cho em qua số điện thoại em để trong màn hình. Rồi, giá là 700 triệu, ngang là 30, hậu dài 100 của chú chị ha. Hiện trạng là đất lúa phủ hồng của chú chị. Rồi, cô chú chị nào cần gửi bán nhà đất khu vực Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu liên hệ cho em.